Hello everyone, this is James from IELTS Fighter. Xin chào tất cả mọi người, thầy James đến từ IELTS Fighter đây. Và hôm nay thầy sẽ tiếp tục chia sẻ với mọi người một bài IELTS Writing Task 1 rất là thú vị. Đó chính là đề bài bản đồ của ngày thi 20 tháng 5 mọi người nhé. So, let's look at the question. Chúng ta cùng nhìn vào đề bài nào. Trong đề bài này, người ta đang yêu cầu mình phải so sánh cái sự khác biệt giữa một cái art gallery, một cái triển lãm mỹ thuật, một cái phòng, một cái nhà triển lãm mỹ thuật vào năm 2005 so với present day, so với ngày nay. Ok, vậy đầu tiên chúng ta thử quan sát ở trên cái hình của cái biểu của cái bản đồ này. Thì với cái bản đồ này, chắc chắn là rất nhiều bạn sẽ không biết là nên bắt đầu từ đâu khi mình nhìn thấy nó có quá nhiều những cái sự thay đổi lặt vặt mà diễn ra trên bản đồ. Đầu tiên chúng ta đã nhận thấy được rằng là Art Gallery vào năm 2005, chúng ta nhận thấy là góc trên bên tay trái bắt đầu là cafe, stairs, exhibition room số 3, rồi đến là gallery office, receptionist, exhibition room số 2, rồi đến hàng dưới cùng là mình có exhibition room số 4, entrance hall và exhibition room số 1. Thế còn sang cái art gallery của present day, chúng ta nhận thấy là có rất nhiều những sự thay đổi. Cafe thì biến thành gallery shop, cái stairs thì thu nhỏ lại, rồi có một cái lift được xây dựng ở bên cạnh. Toàn bộ cái gallery office thì biến mất, mà nó được thay thế bằng một cái khu vực là có vending machine. Rồi là cái exhibition room số 4 thì bây giờ được tách ra làm đôi, làm thành một cái temporary exhibition và một cái children's area. Bên ngoài thì người ta còn xây thêm cả một cái khu vực gọi là ramp for wheelchairs, tức là mấy cái chỗ để xe lăn. Ok, vậy thì trước khi mà đi vào phân tích cụ thể về cách làm với đề này, chúng ta sẽ cùng với thầy là ôn lại một vài những từ vựng rất là thú vị về cái chủ đề bản đồ mọi người nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhìn vào một cái list từ vựng mà thầy đưa ra cho mọi người để có thể sử dụng trong bài viết này. Chúng ta có động từ, danh từ upgrade đều mang nghĩa là sự nâng cấp, gọi là nâng cấp, đúng nhỉ? Thì thầy rất là thích dùng cái từ nâng cấp bởi vì nhìn chung thì các cái sự xây dựng hay là thay đổi hay là xây thêm cái nọ, bổ sung thêm cái kia ở trong các đề bản đồ phần lớn là dùng để nâng cao cái chất lượng của khu vực đó, nên là cái từ nâng cấp này, cái từ thầy rất là thích dùng. Tiếp theo chúng ta có một cái danh từ rất là quan trọng, đó là từ layout. Layout là một danh từ vô cùng quan trọng. Mọi người hãy thử tưởng tượng là khi chúng ta nhìn vào cái sơ đồ, khi chúng ta nhìn vào cái bố cục, cách bày trí, cách sắp xếp của các sự vật trong một căn phòng, hay là những căn phòng trong một ngôi nhà, hay là những tòa nhà trong một cái quần thể, một cái khuôn viên rộng lớn hơn, thì mình gọi chung đó là danh từ layout, cách bày trí, cách sắp xếp, hay chúng ta gọi đơn giản là bố cục của cái khu vực đó. Thì đây là một cái từ rất là quan trọng để xử lý các đề bài IELTS Writing Task 1 về dạng đề bản đồ. Tiếp theo chúng ta có cặp đôi là to be located in và to be relocated to. Với cái nghĩa của hai cụm từ này thì chắc là đơn giản rồi đúng không mọi người nhỉ? Nó nằm ở đâu hay nó đã được di rời sang cái vị trí nào? Nằm ở đâu và relocated to là được di rời tới một cái vị trí nào đó. To be installed là động từ tiếp theo chúng ta có ở đây. Ok. Khi mình nói là một cái gì đó vừa mới được lắp đặt, đó sẽ chính là to be installed. Động từ shorten, nếu như mọi người để ý thì chúng ta có rất là nhiều những cái động từ mà nó bắt nguồn từ các tính từ như thế này. Mình có những tính từ như là wide là rộng này, hay là tính từ là long là dài này, đúng không nhỉ? Và chúng ta kèm thêm cái đuôi là en vào đằng sau, mình sẽ biến từ long thành lengthen, mình sẽ biến cái tính từ broad thành broaden, wide thành widen, và đây là short thành shorten. Ok, làm cho nó ngắn lại đúng không nhỉ. Chúng ta có danh từ tiếp theo, một cụm danh từ tiếp theo, đó chính là a vacant space, một cái khoảng trống, một cái không gian trống. A vacant space cũng là một từ rất là thú vị trong cái bài này. Mọi người thấy được rằng là có tất cả những cái căn phòng hay tất cả những cái vị trí ở trên bản đồ thì nó cứ san sát nhau, gần như là chẳng thấy có chỗ trống nào cả. Thế nhưng
nếu như mình nhìn thấy là tự nhiên giữa hai cái căn phòng hay giữa hai cái vị trí đó nó lại hở ra một khoảng trống, đó chính là a vacant space. Ok, một cái khoảng trống giữa hai sự vật. Tiếp theo chúng ta có một cái tính từ rất là hay, đó là tính từ adjacent. Với tính từ adjacent này mình sẽ để trọng âm của nó, lưu ý là trọng âm ở âm tiết thứ hai mọi người nhé. Và thông thường mọi người thường dùng những từ như là near, như là next to, hoặc thậm chí một vài bạn giỏi hơn dùng được hẳn từ by, mang nghĩa là nằm bên cạnh, nằm ngay bên cạnh. Thì hôm nay mình sẽ có thêm một từ mới nữa, đó chính là tính từ adjacent. Next one, chúng ta sẽ có cái từ give way to. Ok, give way to, đây là một cái collocation rất là hay. Chúng ta có động từ give mang nghĩa là nhường đường, nhường chỗ cho cái gì. Đây là một cách diễn đạt mà nó có thể đồng nghĩa với một cách diễn đạt khác, đó là to be removed, bị loại bỏ. Để to make way for something. Thì với cả hai cái cách diễn đạt này nó đều nói đến một ý nghĩa thôi, khi nói đến một sự vật mà nó bị thay thế bởi một sự vật khác. Chắc chắn là rất nhiều bạn đã được học cái cụm từ là to be replaced by một cái gì gì đấy rồi, đúng không nhỉ? Một cái sự vật trước đó nó bị thay thế bởi một cái sự vật sau đó. Chúng ta có thể nhìn thấy ví dụ như là cái cà phê đã bị thay thế bởi cái gallery shop. Thì đấy là cách diễn đạt rất là quen thuộc, rất nhiều bạn đã học và đã sử dụng cách diễn đạt đó rồi. Hôm nay thầy đưa mọi người thêm hai cách diễn đạt khác đi. Mình có thể nói rằng là cái quán cà phê đấy đã give way to, hoặc là nó đã bị remove to make way for something. Ở đây chúng ta lưu ý là give way to ở dạng chủ động. Thế còn bị loại bỏ để nhường chỗ cho cái gì, hay là bị thay thế bởi cái gì, nó đều là dùng ở dạng bị động mọi người nhé. Ok, vậy chúng ta sẽ lưu ý về nghĩa của những cái cụm từ này. Nó nhường chỗ cho hay là nó bị loại bỏ để nhường chỗ cho cái gì. Tiếp theo chúng ta có thêm một cái từ vựng cũng rất là đơn giản thôi, to be separated, to be divided into something, đúng không nhỉ? Nó bị chia ra, bị chia cắt ra thành như thế nào đó. Ở đây chúng ta sẽ có một cái vị trí để sử dụng được cái từ này, đó chính là cái exhibition room number 4. Nó đã bị chia cắt ra thành temporary exhibition và children's area. Ok, vậy sau khi mọi người đã nắm vững được các cái từ vựng mà thầy đưa ra cho cái bài này, chúng ta sẽ cùng tới với phần dàn ý cũng như là một vài những cái sample để mọi người có thể làm được nhé. Trước hết, khi bắt đầu bước vào cái bài viết này, chắc chắn là rất nhiều bạn sẽ cảm thấy khó khăn ở một cái vấn đề, đó là chúng ta không biết nên chia các đoạn văn thân bài như thế nào, và không biết là có thể nhận xét về overview như thế nào cho một cái bài bản đồ như thế này. Đầu tiên, nếu như mọi người nhìn cái bản đồ này theo một cái cách giống như sau mà thầy chia sẻ, chúng ta sẽ thấy là cái vấn đề nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Mình sẽ chia toàn bộ cái bản đồ này thành 3 khu vực, thành 3 sections mọi người nhé. 3 sections. Thầy sẽ chia nó theo chiều dọc, và mọi người sẽ cùng quan sát là khi mà chia theo chiều dọc, vấn đề nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Chúng ta sẽ nhận thấy toàn bộ cái khu vực bên tay phải, the right section, bao gồm 3 cái phòng triển lãm là exhibition rooms number 1, 2, 3. Toàn bộ khu vực đấy là không thay đổi gì cả, tất cả vẫn giữ nguyên, đúng không nhỉ? Tiếp theo, cái khu vực central area, khu vực ở giữa, chúng ta nhận thấy là nó bao gồm stairs này, receptionist này, entrance hall và cái entrance, cái lối vào. Toàn bộ một cái hàng dọc đấy. Thì bây giờ mình nhận thấy được rằng là toàn bộ khu vực hàng dọc đó nó đã có một vài sự thay đổi. Cái lift đã chen vào cạnh cái stair. Hay là nếu như mọi người chúng ta quan sát kỹ hơn, cái khoảng trống giữa reception và cái stair đã rộng ra rất là nhiều. Người ta đã relocate cái reception và entrance hall dịch xuống phía bên dưới một chút và tạo ra một khoảng trống giữa reception và stairs. Đấy là một cái chi tiết quan trọng. Và cuối cùng,
chúng ta nhận thấy những cái sự thay đổi nhiều nhất, những sự thay đổi lớn nhất nó diễn ra ở khu vực bên tay trái mọi người, ở cái left section. Ok, vậy khi mình đã tìm ra một cái cách để mà chia các đoạn thân bài hay là chia cái bản đồ này thành các khu vực như vậy, thì bài viết này sẽ được triển khai theo cái phương pháp như sau. Đầu tiên, chúng ta cứ viết câu introduction và câu overview đi đã. The provided maps compare the layout of an art gallery from 2005 to the present day. Những bản đồ đã cho so sánh bố cục của một cái triển lãm mỹ thuật từ năm 2005 cho tới ngày nay. Ok, chúng ta dùng ngay động từ compare, đơn giản đúng không nhỉ? Overall, nhận xét chung nào. Cái triển lãm mỹ thuật này có thể được chia thành 3 khu vực. The art gallery can be divided into three main sections, trong đó in which the upgrades only took place in the central and the left sections. Trong đó, những sự nâng cấp, những sự thay đổi, những sự phát triển chỉ diễn ra ở khu vực trung tâm và khu vực bên tay trái mà thôi. Đây là một cái câu viết mẫu tương đối là đơn giản để thầy làm mẫu cho mọi người. Thế còn mọi người hoàn toàn có thể là diễn đạt là nhìn chung thì có thể được chia thành 3 khu vực, trong đó khu vực bên tay phải thì vẫn giữ nguyên từ đầu đến cuối, khu vực ở giữa, khu vực gọi là middle thì nó có một vài những cái gọi là minor changes. Thế còn khu vực bên tay trái, the left section, mới là có nhiều cái sự thay đổi nhất. Chúng ta có thể sửa lại cái vế in which ở phía sau nếu như mọi người muốn viết cho nó kỹ hơn, cho nó cụ thể hơn. In which này, the right section, khu vực bên tay phải, là remained unchanged. Trong đó khu vực bên tay phải giữ nguyên không đổi này. The middle hay là the central section, the central area cũng vậy thôi. Khu vực trung tâm has experienced some minor changes. Khu vực trung tâm đã trải qua một vài những sự thay đổi nhỏ. Và khu vực and the most significant changes took place in the left section. Và những cái sự thay đổi mà đáng kể nhất, đáng chú ý nhất đã diễn ra tại khu vực bên tay trái. Ok, vậy mọi người thấy rằng là khi mà mình sửa lại cái câu in which này, có rất là nhiều cách để diễn đạt. Mọi người có thể chọn cách diễn đạt theo kiểu ngắn gọn hoặc theo kiểu đơn giản, tùy mọi người nhé. Sau khi chúng ta đã viết được cái phần intro và overview như vậy, mình sẽ cùng quan sát đến phần đoạn văn thân bài. Đoạn văn thân bài thứ nhất thì thầy sẽ ưu tiên viết về cái central section. Như chúng ta đã nhận thấy, toàn bộ khu vực bên tay phải nó chẳng có gì thay đổi cả, nên thôi mình cần gì phải dành cho nó một đoạn văn làm gì cả, đúng không nhỉ? Xong hết rồi, nó chẳng có gì thay đổi cả. Chúng ta sẽ viết về khu vực ở giữa và khu vực bên tay trái thôi. Vậy đoạn văn thân bài thứ nhất, thầy sẽ tập trung giải quyết cái central section, cái khu vực bên tay phải. Khu vực bên tay phải, chúng ta sẽ cùng nhìn lại xem nó đã có những cái sự thay đổi gì nào. Năm 2005, nó gồm có stairs này, khu vực bàn lễ tân là reception này, lối vào là cái entrance, và cái entrance hall là cái sảnh khi mà người ta bước vào. Ok, thế đó năm 2005. Thế còn tới ngày nay, chúng ta nhận thấy được rằng bên cạnh cái stairs, người ta đã xây dựng thêm một cái lift, ok, một cái thang máy. Và như lúc đầu thầy đã nhận xét với cả lớp, cái reception đã được di rời xuống bên dưới một chút. Cái điều này khiến cho cái entrance hall, cái khiến cho cái sảnh nó bị ngắn lại, và đã tạo ra một cái khoảng trống, một cái vacant space giữa khu vực reception và khu vực stairs. Ok, đây là một cái chi tiết rất là quan trọng chúng ta cần phải lưu ý. Vậy từ đó chúng ta có thể có một cái đoạn văn body paragraph như sau mọi người nhé. As far as the central section is concerned. Đây là một cụm từ mà thầy đã rào trước cho cái đoạn văn thân bài số 1, xác định riêng cái khu vực central section thôi. Ok. Trong 2005 có stairs ở phía bắc và một khu vực reception ở trung tâm, trong khi lối vào và cái sảnh
lối vào nằm ở phía nam. Ok. Hiện tại, tuy nhiên, at present, however, một cái thang máy đã được lắp đặt ở bên phải cái cầu thang bộ. Okay. A lift has been installed to the right of the stairs. The reception has been relocated towards the south. Cái khu vực lễ tân đã được di rời về phía nam một chút. Điều này phẩy which, ok, làm cái entrance hall ngắn lại và tạo ra một khoảng trống giữa cái khu vực lễ tân reception và cái cầu thang. Mọi người ở đây chúng ta lưu ý về một cái cấu trúc, đó là khi mình đánh dấu phẩy và mình dùng từ which như thế này thì chủ ngữ gây ra cái hành động shorten và hành động create ở đằng sau là toàn bộ mệnh đề phía trước từ which. Ok. Đây là một cách diễn đạt rất là thú vị, chúng ta cần phải lưu ý nhé. Tiếp đó, chúng ta sẽ cùng nhìn xuống đoạn văn body số 2. Lần này, mình sẽ nói về khu vực bên tay trái. Và như lúc đầu thầy đã nói, đây là khu vực mà có nhiều cái sự thay đổi nhất. Đầu tiên, mình nhận thấy là vào năm 2005, in 2005, cái khu vực bên tay trái này chúng ta có là quán cà phê là 1 này, cái gallery office là 2 này, và cái exhibition room number 4 là 3 này. Ngày nay chúng ta nhận thấy nó gồm có những cái gì nào? Cà phê đã nhường chỗ cho gallery shop và một cái vending machine ở ngay bên cạnh. Toàn bộ cái gallery office đã bị phá bỏ hoàn toàn, đã bị loại bỏ hoàn toàn. Mình thấy là toàn bộ cái gallery office mất hẳn. Và cuối cùng là cái exhibition room số 4 đã được tách ra làm đôi, trở thành temporary exhibition và children's area. À, chưa phải là cuối cùng, mà là ở bên ngoài chúng ta nhận thấy là người ta còn có một cái khu vực ramp for wheelchair đã được xây dựng ở bên ngoài nữa. Thì như vậy, trong đoạn văn body số 2, mình sẽ mô tả hết tất cả những cái nội dung này. Ok, mọi người cùng xem nhé. The left section included a cafe, a gallery office, and exhibition room number 4 in 2005. Đấy. Khu vực bên tay trái bao gồm một quán cà phê, một cái văn phòng triển lãm và cái phòng triển lãm số 4 vào năm 2005. Nowadays, ngày nay, quán cà phê đã, ok, chúng ta áp dụng ngay những cái từ vựng mới học mọi người nhé. Ngày nay, quán cà phê đã làm gì rồi nhỉ? Give way to something. Ngày nay, quán cà phê đã nhường chỗ cho cái cửa hàng của gallery, cái cửa hàng của cái triển lãm và an adjacent vending machine, và một cái máy bán hàng tự động nằm ngay sát bên cạnh. Ok, chúng ta áp dụng ngay những từ vựng mình vừa mới học ở phần trước nhé. Phẩy while, trong khi đó, the gallery office has been completely removed. Trong khi đó, cái văn phòng của triển lãm đã bị loại bỏ hoàn toàn. Most notably, điều đáng chú ý nhất, the exhibition room 4, cái phòng triển lãm số 4, has been divided. Mình có thể dùng một trong hai từ này mọi người nhỉ. Nó đã bị tách ra làm đôi, trở thành một cái temporary exhibition, một khu vực triển lãm tạm thời, và a children's area, một khu vực vui chơi cho trẻ em. Cuối cùng, finally, a ramp for wheelchair has been installed in the southwestern area outside the building. Cuối cùng, một cái khu vực có thể dùng ramp for wheelchair đã được lắp đặt ở góc gọi là southwestern area, là khu vực nằm ở hướng tây nam bên ngoài tòa nhà. Vậy vừa rồi thầy đã triển khai xong cho lớp mình toàn bộ cái nội dung của bài IELTS Writing Task 1 ngày hôm nay về dạng đề bản đồ. Bây giờ mình sẽ cùng nhìn lại full sample answer nhé. Toàn bộ bài này có cái tổng chiều dài là 182 từ. The provided maps compare the layout of an art gallery from 2005 to the present day. Overall, the art gallery can be divided into three main sections, in which the upgrades only took place in the central and the left sections. As far as the central section is concerned, in 2005 there were stairs in the north and a reception in the middle, while the entrance and entrance hall were located in the south. At present, however,
A lift has been installed to the right of the stairs. The reception has been relocated towards the south, which shortens the entrance hall and creates a vacant space between the reception and the stairs. The left section included a cafe, a gallery office, an exhibition room 4 in 2005. Nowadays, the cafe has given way to a gallery shop and an adjacent vending machine, while the gallery office has been completely removed. Most notably, the exhibition room 4 has been separated into a temporary exhibition and a children's area. Finally, a ramp for wheelchairs has been installed in the southwestern area outside the building. Vậy như vậy, vừa rồi thầy đã trình bày xong cho cả lớp về bài viết tiếp theo về dạng đề IELTS Writing Task 1 với dạng đề bản đồ đề thi thật ngày 20 tháng 5 năm 2021 vừa qua. Hy vọng rằng thông qua bài viết này, lớp mình đã học được thêm rất là nhiều những cái từ vựng, những cách diễn đạt và đặc biệt là những kinh nghiệm khi mà chúng ta xử lý một bài bản đồ mà nó lại chia theo các khu vực. Thank you for your attendance and I'll see you again in my next videos. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi và thầy sẽ gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. IELTS Fighter, tiên phong phổ cập IELTS cho người Việt.